ngành hàng khác nhau, từ làm đẹp cho tới sức khỏe, cho tới hàng tiêu dùng, tới hàng công nghệ và cả những cái chương trình về giáo dục và đào tạo. Chúng ta bán rất nhiều thứ. Là chúng ta cũng phải rửa sản phẩm cho thật kỹ. Vậy cái việc mà bán hàng đầu tiên, cái việc đầu tiên là dùng sản phẩm đó là một thứ bắt buộc.